Anh Lân. Anh đây. Cái này là cái gì vậy anh Lân? Ồ, hay quá vậy. Anh đang tính nhờ em lấy giùm anh cái này nè. Đây là cái vòng bezo của đồng hồ. Thường khi khách hàng mua những cái bản mà đơn giản như vậy này, tức là bằng titan hoặc là bằng full vàng thì không có kim cương. Sau đó khách hàng muốn nâng cấp lên option, có nghĩa là muốn custom, muốn chế tác thêm vàng hoặc kim cương, thì mình sẽ là đơn vị chuyên chế tác tất cả những sản phẩm luxury bằng vàng và kim cương thiên nhiên. Ví dụ cụ thể nha, đây là cái bản Classic Function Trơn, đồng hồ Hublot. Và sau khi khách hàng mua bản trơn này và muốn nâng cấp lên, đây là bản Titan, thì sẽ yêu cầu mình, có thể là có khách hàng yêu cầu là làm bằng thép, cái vòng bezo đó, hoặc là bằng vàng trắng. Và cũng có khách hàng yêu cầu là vàng hồng Rogol như hiện tại nè. Đây là cái vòng mà khách hàng đã yêu cầu mình làm. Một chiếc đồng hồ chính hãng đã đẹp, đã đẳng cấp, đã sang trọng như thế này rồi mà nâng cấp option lên nữa thì giá trị sẽ tăng lên rất là nhiều. Chứ cần thêm một chiếc rất nhỏ là cái vòng bezo có kim cương thôi là đã giá trị rất nhiều. Và bây giờ anh sẽ ráp thử vào nha. Ngay lập tức chiếc đồng hồ trở nên đẹp hơn rất nhiều. Và tất cả những cái sản phẩm luxury của Kỳ Lân Luxury đều có những tiêu chí riêng. Và tiêu chí luxury đó của mình cũng là tiêu chí của các hãng đồng hồ chính hãng khác, như là Hublot, Rolex, Patek, là chọn kim cương phải đồng nhất, phải đẹp, phải chuẩn nhất để mà hoàn thiện vào sản phẩm cao cấp. Ủa vậy sao người ta không có đính kim cương trực tiếp lên vòng của đồng hồ luôn mà lại phải làm thêm vòng mới vậy anh? Tại vì cái vòng gốc này á, thường thì khách hàng sẽ giữ lại mà sẽ thay vào vòng mới, custom nâng cấp lên. Để chi? Để sau này ví dụ như khách hàng không dùng nữa, có thể chuyển nhượng lại đúng cái bản gốc này cho khách hàng người khác á, thì sẽ dễ dàng hơn. Hoặc là có thể là khi mà một thời gian khách hàng không muốn đeo kim cương nữa thì trở lại bản gốc bình thường. Thậm chí luôn bản thân mình thích đi chân một thời gian, sau nữa mình lại thích nó đơn giản lại thì mình thay lại như cũ, rồi sau đó mình thể thích tiếp nó lại đẹp hơn, lấp lánh hơn thì mình thay tiếp kim cương vào, để cho đồng hồ này luôn luôn giữ giá trị được rất là nguyên thủy, và đồng thời để sau này có thể mình chuyển nhượng được cho người khác đúng theo cái yêu cầu người khác muốn mua. Đó là vậy. Với lại một cái chi tiết nữa em biết không, đó là cái giá trị tạo nên cái vòng bezo này bằng vàng, bằng thép, hoặc bằng trắng, hoặc bằng hồng cũng không có nhiều lắm. Nên là thường hầu như là khách hàng đa số là yêu cầu mình làm chế tác các vòng kim cương bằng chất liệu mới và đến kim cương vô, sau đó mình thay vào và giữ lại cái vòng zin. Và ai mà đã có sẵn những chiếc đồng hồ như thế này rồi, hoặc là những mẫu khác luôn, bất kỳ mẫu đồng hồ chính hãng nào mà muốn lên đời, muốn nâng cấp, muốn custom, muốn làm chế tác kim cương thêm, thì hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury, kể cả phần vỏ luôn. Và đặc biệt là cái vòng bezo này, những chiếc bản nào bình thường muốn trở nên đẹp và giá trị hơn thì hãy liên hệ với Kỳ Lân để Kỳ Lân custom kim cương ở phần vỏ và kể cả phần nguyên cái vòng bezo như thế này để mà gắn vào cho mình. Xin trân trọng kính mời Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.